Dừng lại anh ơi. Anh ơi dừng lại. Rồi. Đúng là nhà này rồi đó. Nhưng mà sao cửa đóng im lìm vậy ta? Cũng có thể là cô ta đi ra ngoài chưa về thì sao? Không phải đâu anh. Nhìn sân nhà giống như là bị bỏ hoang lâu ngày, không giống như có người ở. Em hỏi gì này thử coi. À dì ơi. À, cô muốn tìm Dạ Thảo hả? Dạ. Dì cho con hỏi là cô Dạ Thảo trong nhà này còn sống ở đây không dì? Hồi xưa cô Thảo cô ở đây, nhưng mà bây giờ cô đi theo chồng rồi. Theo chồng hả? Ờ đúng rồi. Phải. Tôi cũng chưa thấy ai hên như cô Thảo hết á. Cái bụng bự chần dần vậy á mà đàn trai chịu qua cưới rình rang, đàng hoàng lắm. Ờ dì ơi, vậy dì có biết chồng của cô Dạ Thảo là ai, làm nghề gì không dì? Chồng cô Thảo nổi tiếng vậy, ở đây ai mà không biết. Anh á, anh kiếm tín đồ khác về giùm em nha, em phải làm cho ra chuyện này mới được. Tò mò là bản tính của con người, làm sao mà anh không có được. Về nhanh lên anh, chở tôi đi nhanh giùm nha. Rồi. Phải nhà này không? Hình như vậy á anh. Chả lẽ Thảo ơi. Thảo. Anh về hả? Vô nhà đi anh. Cái gì? Con nói thằng Khải nó vẫn còn lén lút qua lại với cô Dạ Thảo đó à? Dạ, nhưng mà không còn lén lút mà là công khai luôn rồi má. Ảnh còn dám đi mướn người giả má để mà qua cưới bà Thảo nữa đó. Chưa hết đâu má, còn mua nhà cho bà đứng tên nữa. Mà bây giờ còn có con với bà nữa má. Con nói cái gì? Nó dám như vậy sao? Thiệt là quá lắm mà. Mà không thể nào để nó lòng hành như vậy được. Không thể nào. Con lập tức kêu nó qua đây cho má nói chuyện. Dạ. Nhanh lên. Con đi liền. Lại đó. Anh chị, chưa ngủ hả? Chưa đâu em. Có chuyện gì vậy? Anh hai, qua má biểu kìa. Nói má ngày mai đi, bây giờ khuya rồi. Không được, gấp lắm. Má biểu anh hai qua liền á. Nhanh lên. Đi ngủ mà phẳng phiu nghiêm túc vậy sao? Đúng là không bình thường một chút nào. Chị, em về phòng nha. Con càng lớn càng coi má không ra gì. Có phải bây giờ con đã là ông này bà kia rồi, cho nên trong lòng con không còn má nữa phải không? Con xin má đừng nói lời khó nghe như vậy. Cho dù có lớn bao nhiêu đi nữa, con làm ông này bà kia, con lúc nào cũng tôn kính má mà. Tôn kính má
không thay đổi. Con nói thì nghe hay lắm. Nếu như con coi má là má, còn có tôn ti trật tự lớn nhỏ, thì không lý nào má còn sống sờ sờ ra đây. Mà con dám mướn người làm má, làm họ hàng của mình để đi cưới thêm vợ. Con nói đi, trong mắt con có còn người má này nữa hay không? Nhưng mà chuyện này sao má biết? Chuyện làm sao má biết không quan trọng. Quan trọng là cái chuyện con dám làm dám chịu kìa. Con có dám nói sự thật cho má nghe không? Hay con lại tìm cớ để chối tội chứ? Con không tìm cớ để chối tội. Nếu như má đã biết thì con không giấu nữa. Phải, con đã bỏ tiền ra mướn người giả má để cưới giả Thảo. Vậy mà mày nói tôn kính má mày hay sao? Hả? Con vẫn tôn kính má không thay đổi má. Nhưng tại tình thế cấp bách quá, con không thể không làm. Tình thế cấp bách à? Dạ phải. Má, nếu như con không làm như vậy thì má của giả Thảo sẽ không cho con đến gần giả Thảo. Con của con sinh ra không có má, không có ba, nên buộc lòng con phải làm như vậy. Chuyện phải làm. Chuyện một người con trai đã có vợ rồi mà còn dám ngang nhiên đi cưới vợ khác, vậy còn danh dự của má sao con? Con còn dám ngang ngược trả lời với má như vậy à? Má, má lúc nào cũng lớn tiếng ca ngợi Trinh Trinh, chê ba già Thảo hết. Con hỏi má, Trinh Trinh có gì hơn già Thảo chứ? Qua địa vị, qua xuất thân, càng không xem thường họ. Nhưng dạ Thảo đúng là đứa con gái chẳng ra gì. Má, chưa cưới hỏi đã bụng mang dạ chữa. Còn cũng biết một đứa con gái dễ dãi cho đi cái ngàn vàng thì đức hạnh chẳng ra gì cả. Và đứa con trong bụng nó chưa chắc là con của con. Là những từ mỹ miều này khi má trở nên mù quáng, trở thành con rối của người ta thôi. Con nói cái gì vậy? Con nói má là con rối. Đáng lẽ ra con không nên nói, nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Để bảo vệ gia Thảo và đứa con sắp chào đời, con buộc phải cho má biết Trinh Trinh không phải là cô dâu vẹn nguyên, đầy đủ đức hạnh, tam tộc tới đức như má lầm tưởng đâu. Trước khi trở thành vợ con, cô ấy đã không còn trong trắng nữa rồi. Chỉ có trời mới biết cô ấy đã qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông khác rồi mới tới tay của con má đi. Mà không ngờ đã sinh ra một thằng con bỉ ổi tiểu nhân như vậy, dám đặt điều nói xấu vợ mình. Con còn là con người không hả? Con còn là con người không hả? Khải, má nghĩ cô đặt điều đó xấu Trinh Trinh sao?
Nếu như má đã muốn như vậy, con sẽ kêu cô ấy ra đây, ba mặt một lời, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Con không thể làm như vậy. Dạ thưa má, con... Nãy giờ đứng ngoài cửa, cô đã nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện rồi chứ gì. Cho nên... Những gì thằng Khải nói có hay không? Dạ, những lời anh Khải vừa nói là thật. Con không xứng đáng là con dâu của má. Thằng Khải nói thật, con không còn là con gái khi về với chồng con sao? Sao lại như vậy? Mà bây giờ má đã hiểu được cảm giác hụt hẫng của con trong đêm tân hôn rồi. Má còn trách con nữa không? Má có biết con đã phải tự đối diện với nỗi ê chề nhục nhã bao đêm rồi không? Nếu không phải vì thương hại cô ta dọa sẽ tự giận chết, thì con sẽ không dùng dằn dây dưa cho tới bây giờ đâu. Má ơi má, đúng là và một bậc. Má, 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 má ơi má, má, giờ lòng anh hai chưa? Tại anh hai hết đó. Má ơi, má ơi má. Má ơi, má. Khuya rồi sao bà không ngủ? Bà làm gì lục đục ở đây hoài vậy? Hồi chiều tới giờ không biết có chuyện gì không mà con mắt phải của tôi nó giật hoài hả ông à. Thấy trong lòng bất an quá, tự nhiên tôi nghĩ tới con Trinh. Tôi lo quá không ngủ được nên ra thắp nhang cầu ông bà phù hộ cho con. Có chuyện gì mà bà bất an? Chắc tại vì bà nhớ con quá nên bà lo lắng rồi suy nghĩ lung tung thôi à. Ông à, từ bữa lên thăm con Trinh tới giờ tôi thấy cũng được 4-5 tháng rồi. Hay là vậy mai đó ông, mình rảnh mình đi thăm con nữa đi ông. Tôi nhớ con quá à. Tôi cũng nhớ con nè, nhưng mà mình mới lên thăm đây, giờ đòi lên thăm nữa. Tôi sợ chị xui chị không hiểu lại phiền lòng nữa. Con mình nhớ thì mình lên thăm, chứ mắc gì mà phiền lòng hả ông? Tôi sợ là chị nghĩ mình không tin chị. Cứ ít bữa là vợ chồng mình lên trông chừng con. Bà cũng biết đó, đã gả con gái cho nhà người ta thì là con của người ta mà. Tôi tưởng là chuyện gì, chứ chuyện này thì ông khỏi lo đi. Tính chị xui tôi biết mà, chị rất là hiểu chuyện đó ông, không như người ta đâu. Mà càng nghĩ tôi càng giận thằng Bảy ghê vậy đó. Biểu nó lên trển làm tài xế, rồi sẵn coi chừng con Trinh luôn. Vậy mà nó lấy cớ bị thằng Khải bắt về. Nó ở biết cái này luôn à? Không bao lâu nữa sẽ tới ngày gặt lúa. Đợi người ta gặt lúa ruộng xong á, vợ chồng mình á sẽ đi Sài Gòn một chuyến, chơi lâu lâu một chút. Bà vừa lòng chưa?
Ờ, nhưng mà chờ ông thu gặt lúa xong á, cũng phải hơn nửa tháng nữa đó. Nhưng mà thôi, ông đã nói vậy thì tôi cũng bớt lo rồi. Thôi, bà bớt lo rồi đi ngủ đi, khuya rồi. Chuyện gì mà mới sáng sớm ra đã quỳ trước cửa phòng tôi? Dạ, không phải là từ sáng sớm mà con qua phòng má. Mà từ hôm qua, từ lúc má bị xỉu, con đã quỳ ở đây suốt một đêm rồi. Quỳ trước cửa phòng tôi để làm gì? Cô muốn chuyện này đồn đại ra ngoài, để rồi mọi người nguyền rủa tôi hà khắc với con dâu hay sao? Dạ không có. Con quỳ ở đây là muốn xin lỗi má. Mọi chuyện không như má tưởng. Trong chuyện này, ba má con thực sự là không biết chuyện này, không có lừa dối má và anh Khải. Ông bà nội của cô danh tiếng một vùng, cả lục tỉnh miền Tây ai mà không biết danh tiếng đó. Tôi cũng vì danh tiếng của ông bà mà hết lòng quý trọng ba má cô, hết lòng tin tưởng cô, nên bây giờ mới dở khóc dở cười như vậy đó. Đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà ba má cô lại hào phóng với thằng Khải con trai tôi như vậy. Và bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà điều kiện của cô tốt như vậy mà hơn 20 tuổi đầu cô vẫn chưa có chồng. Ba má cô đúng là khinh người quá đáng mà. Tưởng có tiền là có thể bịt miệng được thế gian à? Có thể bắt thằng con trai tôi phải đổ vỏ ốc cho các người hay sao? Thôi, không cần phải đoàn bộ làm tình, không cần phải nhỏ những giọt nước mắt cá sấu đó để mua chuộc lòng thương hại của tôi đâu. Má ơi, con không có. Cô có thể an tâm, gia đình cô danh tiếng thì gia đình chồng tôi cũng lừng lẫy không kém. Tôi không để thiên hạ cười vào mặt chúng tôi đâu. Và không thể để mang tiếng cái quà hương đường này vì hám tiền mà phải cưới nhầm một cô con dâu chẳng ra gì. Con cảm ơn má đã thương và tha thứ cho con. Tha thứ cho cô đối với tôi thì dễ, nhưng đối với ông bà tổ tiên, đối với thằng Khải thì không dễ đâu. Cô đã dám đem tấm thân thất tiết của mình để làm ô uế từ đường gia tộc tôi, thì bây giờ hãy mau mà tạ lỗi với ông bà gia tộc tôi đi. Nhưng mà con không biết tạ lỗi xin lỗi với ông bà bằng cách nào. Từ tối tới giờ cô đã tạ lỗi với tôi ra sao thì bây giờ cứ tạ lỗi với ông bà tổ tiên của tôi như vậy. Kính lạy cửu huyền thất tổ.
ông bà nội ngoại hai bên. Con là Trinh Trinh, là vợ mới cưới của anh Thế Khải. Con đã vô tâm xúc phạm đến tổ tiên. Má với anh hai ăn cháo. Sao vậy hả con? Chuyện lớn bằng trời như vậy, đến bây giờ con mới nói cho má biết. Nếu mà má sớm biết, má không để yên đâu. Nó không xứng đáng được tôn trọng như vậy. Má, con đã định trả cô ấy về nhà ba má cô ấy rồi. Khi mà con biết được sự thật, nhưng mà cô ấy dọa tự tử trước mặt con hai lần, cho nên con mới không đành lòng, mới hứa bỏ qua cho cô ấy. Thấy chưa má, con nói đâu có sai đâu. Con đã nghi á là anh hai với chị Trinh có chuyện rồi. Mà má đâu có tin con đâu. Chuyện này lỗi cũng do má quá hồ đồ, mà khiến con xấu hổ, nhục mặt với bạn bè lắm phải không con? Khải à, bây giờ má tính về. Nếu con đồng ý, má sẽ hỏi cưới Dạ Thảo về cho con. Vậy sao mà được má? Anh hai á đã có vợ rồi, giờ sao mà cưới thêm vợ khác được? Không có đời nào mà chị Trinh chịu đâu má. Nó không kể thì mặc nó chứ. Trai năm thê bảy thiếp, nó hư đốn như vậy, lấy quyền gì mà can thiệp vào chứ. Hơn nữa, bây giờ Dạ Thảo cũng mang giọt máu của anh con. Mặc dù á là con cũng rất là bất ngờ về chuyện chị Trinh không còn nguyên dạng về với anh hai, nhưng con thấy mình đối xử với chị như vậy cũng hơi quá đáng đó má. Con đã cưới Dạ Thảo rồi, và đâu đã vào đó hết mọi việc. Con thấy tạm thời trước mắt má đừng làm xáo trộn chuyện này. Má vợ con rất khó tính, nếu như biết Dạ Thảo mà làm vợ lẽ thì má vợ con sẽ không bao giờ chấp nhận. Chỉ là sự nghiệp của con vẫn chưa ổn định, tạm thời bây giờ mình cứ giữ nguyên tình cảnh như vậy. Đời sau này tính sao cũng được mà. Thôi, con nói sao thì má nghe vậy. Em. Xin mời mọi người nâng ly. Yo. Yo. Bữa nay mọi người ăn uống thoải mái nha, em mời. Tự nhiên sao hôm nay sợ quá vậy? Bộ trúng mánh hả? Đâu có trúng mánh gì đâu, nhưng mà còn hơn trúng mánh nữa. Chị Tuyết Ngân với chị Nguyệt Hằng, hai chị chúc mừng em đi. Em đã được má chồng của em chấp thuận rồi đó. Má chồng chấp thuận hả? Dạ. Nói thiệt chứ không ngờ cái chuyện em có thai á bị Thiên Trang biết. Xong rồi nó nhiều chuyện, nó nịnh chị dâu nó. Nó về nó mét má. Cái chuyện này á nó tưởng đâu là nó làm hại được em, nhưng mà không ngờ anh Khải bức xúc lên. Ảnh nói ra luôn chuyện á hả, Trinh Trinh thất tiết với má chồng em. Ôi, má nghe xong má giận dữ lắm. Bây giờ trong mắt má hả, Trinh Trinh đã bị thất sủng rồi. Vậy Trinh Trinh nó bị thất sủng? Dạ. Nhưng mà chưa chắc gì em được về làm dâu của má chồng em. Thì tuy là bây giờ không được, nhưng mà anh Khải nói khi nào mà em sanh con ra là chắc chắn má chồng sẽ rất là thương. Tại vì má chồng nôn có cháu nổi lắm. Vậy là tin vui rồi, chúc mừng em. Cảm ơn chị. Tất cả cũng mới là dự đoán thôi, đừng có hí hửng quá sớm, coi chừng nó trước bước không qua bây giờ. Không có đâu, chắc chắn trước sau gì Trinh Trinh cũng phải bị đuổi ra khỏi nhà đó. Với lại có đứa con trong bụng này, mình cầm chắc phần thắng rồi.
Thì ra già Thảo cũng đầy tham vọng và giả tâm. Lúc trước khi chưa có gì, cô ta tội nghiệp biết bao nhiêu, bây giờ lại hả hê đắc thắng bấy nhiêu. Trong cuộc chiến này, nếu không có đồng minh, Trinh Trinh chắc thua. Tiếc là trước đây dì không biết mình đã tiếp tay cho giả Thảo mất rồi. Bây giờ làm sao đây? Trời luôn. Nó đúng lắm. Cái váy này á, mình mà xin xong là mình mặc đẹp lắm nè. Thôi kệ, váy đẹp mình mua để dành, mai mốt mình xin xong mình mặc. Bởi vậy ta nói nha, có tiền á sướng lắm. Muốn mua cái gì á là mua à, không có phải như lúc trước. Muốn mua một cái khăn cũng phải suy nghĩ mấy ngày trời luôn. Em. Ủa? À, sao anh về giờ này? Ủa? Em hỏi gì kỳ vậy? Em không thích à? Không, không phải là em không thích, nhưng mà là tại vì em bất ngờ á. Tại vì thường ngày anh kêu là má bắt anh phải về nhà ăn cơm với vợ mà. Thì từ lúc má của anh biết vợ của anh không còn nguyên vẹn, má đã không còn bắt anh về nhà ăn cơm chung nữa. Dù sao má cũng phải ưu tiên cho cháu nội của má chứ. Ê, má ưu tiên cho cháu nội hả? Ừ. Cái này em phải cảm ơn anh đó nha. Nhờ anh mà em mới có con để cho má thương. Em biết rồi, em biết là anh giỏi nhất mà. Thôi, hai vợ chồng mình xuống bếp ăn cơm đi, anh đói bụng quá. Đi em. Ồ, chết cha, ở dưới đâu có gì đâu mà ăn. Chị nói thật chứ, trong chuyến đi dã ngoại đó Trinh Trinh đã bị? Chuyện này chị cũng mới biết cách đây ít ngày thôi, chứ nếu không thì chị đã cho em biết từ lâu rồi. Hèn gì, dù em có hỏi cách nào, Trinh Trinh cũng không cho em biết lý do là vì sao mà cô ấy giận em nữa. Trinh Trinh nó được dì Dượng nuôi dạy kỹ lưỡng và gia giáo lễ nghĩa, nên đối với nó chuyện này rất là kinh khủng. Một mình nó phải chịu đựng trong bao nhiêu năm trời, chắc là nó đau khổ lắm. Từ cái hôm mà đi dã ngoại về, em chỉ còn một tuần để chuẩn bị đi Pháp học thôi, cho nên là không có nhiều thời gian để đi nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với Trinh Trinh. Nếu không thì em đã sớm nhận ra thái độ khác thường của Trinh Trinh rồi. Trinh Trinh giấu kín chuyện này trong lòng. Nếu không phải vì nghe tin em đi du học ở Pháp về, tính tình phóng khoáng, thì chị sẽ không kể em nghe đâu. Em biết, một mình chịu đựng âm thầm, rồi bây giờ lại phải chịu sự rẻ khinh lãnh đạm của bên chồng. Chị Ngân à, em thấy là mình đáng trách quá. Phải chi lần đó em được ép Trinh Trinh đi dã ngoại thì mọi chuyện đâu có nên nổi. Em á, em cũng đừng có tự trách mình nữa. Em á thì cũng chỉ vì muốn tốt cho Trinh Trinh thôi. Còn chuyện này nó xảy ra là ngoài ý muốn thôi mà. Nhưng mà em vẫn thấy là mình phải có trách nhiệm trong chuyện này. Thôi đi mà, chị đến tìm em á không phải để nói chuyện trách nhiệm với em. Chị muốn cùng em ta bàn cách để giúp Trinh Trinh thôi. Như em đã thấy rồi đó, Thế Khải đã có con với cô gái khác rồi. Nay lại thêm chuyện Trinh Trinh thất tiết bị lộ ra với má chồng. Cuộc sống những ngày sau này của nó sẽ ra sao? Tuy Trinh Trinh nói là
sẽ chấp nhận cảnh sống chồng hờ vợ tạm như Thế Khải suốt đời. Nhưng mà sao có thể như vậy được? Nó còn quá trẻ mà. Nói về trong trắng, trinh tiết của một người con gái, không phải chỉ nói về thể xác mà còn nói cả một tâm hồn nữa chị. Còn Trinh Trinh thì bị thất tiết ngoài ý muốn, nên không thể nào mà đánh giá em ấy là mất nết, hư thân, là một người con gái không biết giữ gìn phu đạo. Chỉ tiếc là Thế Khải đã không nhìn thấy bản chất tốt đẹp của Trinh Trinh. Vậy thì bây giờ mình hãy bàn cách để giúp Thế Khải nhận ra điều này nha em. Cái bản chất của Trinh Trinh là trong sáng, tâm hồn nhân hậu hiền lành, không cần mình giúp đâu. Sống lâu ngày thế nào Thế Khải cũng nhận ra thôi. Nhưng mà chị có nghĩ đến cái chuyện mà già Thảo và Thế Khải cũng như đứa con ở trong bụng của hai người không? Dạ Thảo, tất nhiên là chị có nghĩ rồi. Theo như mà em được biết á, thì Thế Khải từ đầu vốn đã có tình cảm với già Thảo, và già Thảo cũng là một cô gái tội nghiệp. Chị có nghĩ đến cảnh già Thảo và đứa con trong bụng của cô ấy sẽ như thế nào không, nếu như mà Thế Khải quay trở về với Trinh Trinh? Chuyện này thực sự là trong nhất thời chị chưa nghĩ tới. Nhưng Thế Khải đã danh chính ngôn thuận cưới Trinh Trinh. Cái này già Thảo có biết và nó tự chuốc lấy thôi. Thật sự là chị rất là thương già Thảo, nhưng mà làm sao có thể dẹn cả đôi đường hả em? Vẫn có thể có cách dẹn cả đôi đường đó chị. Ý em muốn nói là... ngắm em hơn. Lúc em ngủ nhìn em xấu xí lắm phải không? Khi ngủ nhìn em rất hồn nhiên, giống như con nít vậy. Lâu lắm rồi, từ lúc cưới em tới giờ em mới nghe được lời khen tặng từ anh đó. Em mới thấy anh thoải mái như vậy. Em nói cũng phải, từ lúc cưới Trinh Trinh cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh mới thấy mình dễ thở một chút. Còn em thì em chưa thấy mình thoải mái, dễ chịu chút nào hết. Lúc nào em cũng sống trong phập phòng lo sợ. Bây giờ em còn thấy sợ nhiều hơn nữa. Mà đã không còn thành kiến với em, đã bắt đầu quan tâm tới đứa con trong bụng của em rồi, em còn sợ chuyện gì nữa? Hôm qua Thắng nó nói với em vậy nè, là có khi má anh đợi em sanh con rồi má bắt con về nuôi không chừng. Mà nói gì thì nói, em đâu phải là vợ chính thức của anh đâu, không có hôn thú chứng từ gì hết. Trinh Trinh mà thưa ra tòa, em còn bị ở tù vì cái tội giật chồng nữa là đằng khác. Cái cô Thắm này ăn nói tập 7 tập 3 không à, làm cho em lo lắng. Không có chuyện đó đâu, anh không bao giờ để má hay bất kỳ ai bắt con của em đâu. Nhưng mà không có hôn thú, không có hôn thú thì con mình sanh ra đâu có làm giấy tờ được đâu. Em nói cũng phải, anh cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Anh thấy rồi đó, không có giấy tờ, con của mình sẽ là con vô thừa nhận, là con quan đó, tội nghiệp nó. Em ước gì được làm vợ đường đường chính chính của anh, để lúc nào ha em cũng được ở bên cạnh, được chăm sóc,
được lo lắng cho anh. Chứ nhìn anh được giặt giũ, được chăm sóc bởi bàn tay người con gái khác, em ghen lắm á. Em ghen hả? Ừ. Bây giờ em mới biết ghen là sao? Biết chứ sao không, em là đàn bà mà. Đó là chưa kể anh còn ở bên Trinh Trinh hoài. Ở bên cạnh Trinh Trinh hoài thì sao? Em cũng tự biết anh có yêu thương gì cô ta đâu. Nhưng mà chị Hằng nói lửa gần rơm lâu ngày, không trầy thì cũng trụa. Mà Trinh Trinh đẹp vậy, dịu dàng vậy, ngày nào cũng tận tình chăm sóc, tối thì được ngủ chung giường với anh nữa. Anh là đàn ông mà, anh cũng có trái tim, biểu sao mà không rung động. Thảo à, từ ngày mà em có thai, công nhận em lớn lên thiệt rồi, biết suy nghĩ thiệt hơn, và còn biết phân tích hợp tình hợp lẽ nữa. Không giống như lúc trước, anh có muốn em ghen, em cũng không thèm ghen nữa. Là tại vì càng ngày em càng thương anh nhiều hơn. Với lại bây giờ em đã có con rồi, em phải ích kỷ một chút chứ. Em không nghĩ cho em thì em phải nghĩ cho con. Cô Trinh à, bây giờ tôi đi chùa với mấy người bạn, cô ở nhà cơm nước một mình nghe. Dạ. Một chút nữa giặt xong đó, cô vô trong lo lau chùi bếp đi nghe chưa. Còn dâu gì mà để bếp nút dơ giấy bày hay quá. Dạ, bếp con mới lau mà má. Đã nói lau chùi thì cứ làm đi. Cô học đâu cái thói trả lời má chồng như vậy? Hay cô nghĩ có ba đồng ba cọc bỏ ra rồi coi thường nhà chồng như vậy phải không? Ráng gần cổ lên mà trả lời trả vốn nữa. Dạ con không dám. Nếu không dám thì lo mà làm đi. Bây giờ trong cái nhà này cô cũng chỉ còn chút giá trị đó thôi. Nếu không muốn bị trả về thì ráng mà làm cho tốt. Dạ. Sao lúc nào cô cũng dạ dạ thưa thưa, lúc nào cũng làm ra vẻ ngoan hiền như vậy? Cái trò đạo đức giả đó chỉ gạt được tôi lúc đầu thôi. Tôi không còn dễ tin cô nữa đâu. Đêm thức năm canh dài, buồn thương khóc cho phận mình. Một đời người sáng sống, mấy ai không mong đâu bên trong. Nào có ngờ được đâu, người còn thương nhớ ai đậm sâu. Riêng tôi một nỗi đau đắng. Ngày trước bị anh Khải hiểu lầm, con vẫn còn tình thương của má làm nguồn an ủi. Bây giờ nếu như má cũng ghét bỏ con thì con phải biết dựa vào đâu để sống bây giờ? Phần gái tuổi còn xuân mà ngày vui có bao nhiêu lần, ngày nối dài đêm thâu, phận em biết trôi về đâu. Ai buông đàn mấy câu, xót xa tiếc cho tình ta. Phòng đơn chiếc lẻ loi. Trinh Trinh, mở cửa cho anh đi. Ừ. Hoàng tới gặp Thiên Trang hả? Em mới đi học chưa có về? Không, Hoàng không phải tới gặp Thiên Trang. Anh Khải, anh ở ngoài tiệm thuốc rồi. Má chồng của Trinh đi chợ, trong nhà không có ai hết á. Hoài Ân biết, Hoài Ân tới tìm Trinh Trinh mà. Trinh Trinh, mở cửa đi Trinh Trinh. Hoài Ân có chuyện muốn nói. Trinh Trinh nghĩ giữa Trinh Trinh và Hoài Ân bây giờ không có gì để nói nữa. Trinh Trinh đã có chồng rồi, không thể nào tiếp Hoài Ân được. Chỉ là mấy câu hỏi thăm thôi mà, không lẽ Trinh Trinh không mở cửa cho Hoài Ân vô nói chuyện được hay sao? Trai đơn gái chiếc, Trinh Trinh không muốn thiên hạ dị nghị. Với lại giữa Hoài Ân với Trinh Trinh bây giờ không có gì để nói hết. Trinh Trinh vô nhà làm việc tiếp đây. Trinh Trinh, nếu Trinh Trinh sợ dị nghị thì Hoài Ân sẽ không vô nhà nữa.
Mình đứng đây nói chuyện đi. Chỉ vài câu thôi mà. Hoài Ân nói nhanh đi. Hôm qua Hoài Ân có đi gặp chị Tiết Ngân, và chị ấy đã kể hết cho Hoài Ân nghe rồi. Chị Tuyết Ngân đã nói cho Hoài Ân nghe chuyện gì? Tất cả. Từ chuyện tai nạn ngoài ý muốn tới cái chuyện cuộc sống chồng hờ vợ tạm của Trinh Trinh và Thế Khải. Chị Ngân dám kể chuyện này cho Hoài Ân nghe sao? Thiệt là quá đáng mà. Chị Ngân không giữ lời hứa chút nào hết. Trinh Trinh đừng có vội trách chị Ngân. Chuyện chồng hờ vợ tạm của Trinh Trinh á, Hoài Ân đã biết từ lúc mà bắt gặp Thế Khải đi với Dạ Thảo rồi. Thiên Trang đã kể hết cho Hoài Ân nghe rồi Trinh Trinh. Tới đây nói những chuyện này, Hoài Ân muốn gì? Hoài Ân muốn giải thoát mọi người ra khỏi cái tình cảnh trái ngang này. Trinh Trinh đi theo Hoài Ân đi. Trinh Trinh nên ly dị Thế Khải đi Trinh Trinh. Hoài Ân, những lời như vậy mà Hoài Ân cũng nói được sao? Trinh không ngờ sao khi đi du học về Hoài Ân lại thay đổi nhiều như vậy. Trinh Trinh khoan giận Hoài Ân đã. Trinh Trinh hãy nghe Hoài Ân nói hết đi. Bình thường á, Thế Khải đã yêu Dạ Thảo đến mức dám thuê người làm đám cưới giả. Huống chi bây giờ hai người lại có con với nhau rồi. Trinh Trinh đâu không có là Dạ Thảo đâu. Chỉ bằng bây giờ á, Trinh Trinh hãy buông tay rồi giải thoát cho mọi người, mà cũng giải thoát cho chính mình nữa. Chuyện nhà của Trinh Trinh Hoài Ân không cần phải xen vào đâu. Nếu chỉ là chuyện nhà của Trinh Trinh á, thì Hoài Ân đã không can thiệp rồi. Nhưng đây á, cũng là chuyện của Hoài Ân. Chuyện của Hoài Ân? Trinh Trinh hãy làm vợ của Hoài Ân đi. Hoài Ân nói gì vậy? Trinh Trinh đã có chồng rồi, làm sao? Bởi vậy Hoài Ân mới kêu là Trinh Trinh hãy ly dị Thế Khải đi. Hoài Ân sẽ cưới Trinh Trinh. Hoài Ân sẽ không quan tâm tới chuyện mà Trinh Trinh còn hay không còn Tiết Hạnh nữa. Hoài Ân! Trinh Trinh à, Trinh Trinh đừng có giận. Tuy là Hoài Ân không trực tiếp, nhưng Hoài Ân cũng gián tiếp hại Trinh Trinh để Trinh đi đến cảnh khổ ngày hôm nay. Ngoài trách nhiệm ra thì Hoài Ân còn thật lòng yêu Trinh Trinh nữa mà. Hoài Ân đừng có nói những lời trái tai sai đạo đức như vậy. Những lời của Hoài Ân không trái tai. Trinh Trinh đâu có nghe đâu. Cũng không sai đạo đức gì hết Trinh Trinh à. Trinh Trinh à, hãy bằng lòng làm vợ của Hoài Ân đi. Cái gì mà trái tai sai đạo đức nghe nghiêm trọng quá vậy? Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi. Bình thường? Chứ không lẽ giữa hai người có chuyện bất bình thường sao? Dạ không có, xin anh đừng hiểu lầm. Hoài Ân tới tìm Thiên Trang, em ra mở cửa, vừa nói mấy câu là anh về tới đó. Tôi đâu có hỏi đâu. Sao trả lời nhiều quá vậy? Nhưng có điều, lần sau có nói chuyện vô nhà ngồi ghế đàng hoàng, lấp ló trước cửa nhà như vậy coi không hay chút nào đâu. Dạ em biết rồi. Biết rồi sao không mở cửa ra? Để tôi đứng ngoài này luôn à. Dạ anh vào nghỉ ngơi đi. Em lấy khăn cho anh lau mặt. Dạ em hâm đồ ăn cho anh ăn. Không cần. Thế Khải thật không có chút tình cảm nào với Trinh Trinh. Không được, bằng mọi giá mình phải thuyết phục Trinh Trinh rời khỏi người đàn ông độc tài gia trưởng này càng sớm càng tốt. Dạ em mời anh uống nước. Để xuống đi. Nè, cô làm gì mà khấm na khấm đấm, sợ tôi như sợ cọp vậy hả? Ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn bàn. Dạ em đứng nghe anh dạy được rồi. Tôi kêu cô ngồi thì cô ngồi đi, hay cãi quá vậy? Dạ. Ngồi đi. Dạ. Dạ em ngồi rồi. Anh có gì sai biểu à? Nè, lúc trước muốn che mắt má tôi và Thiên Trang, cho nên tôi với cô mới đóng giả vợ chồng, mới phải anh em thân mật trước mặt hai người. Dạ. Còn bây giờ mọi chuyện đổ bể hết rồi. Má và Thiên Trang đã biết hết tất cả mọi chuyện của chúng ta, cho nên kể từ bây giờ không cần phải thân mật nữa.
Nếu anh muốn như vậy em sẽ nghe lời. Đã không phải là vợ chồng thật thì không cần phải ngủ chung một phòng nữa. Cô Linh dọn qua phòng khác đi. Dạ, em sẽ làm theo ý anh. Chuyện tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. Cô có thể đi được rồi. Đi. Dạ. Anh đã đem cọng rơm ra xa một lửa rồi. Dạ Thảo, em đã hết ghen chưa? Tự nhiên sao bữa nay anh rảnh rỗi rủ em đi dạo vậy? Anh không rảnh rỗi nhưng vì có chuyện quan trọng nên đến nhờ em giúp đỡ. Em cũng không ngờ có lúc em cũng giúp được anh nữa hả? Chuyện của chị dâu em anh đã biết tất cả rồi. Biết tất cả là làm sao anh? Là biết hết. Từ chuyện anh hai của em cưới Trinh Trinh vì bị ép duyên, tới chuyện hai người họ ngoài danh nghĩa là vợ chồng, bên trong không có gì hết. Ừ, thì anh đi với em nhìn thấy hết mọi chuyện thì biết cũng là chuyện bình thường thôi. Hôm qua anh có tới gặp Trinh Trinh nhưng mà chưa kịp nói gì hết đã bị anh của em về bắt gặp. Thiên Trang à, em có thể giúp anh gửi một bức thư cho Trinh Trinh không? Gửi thư cho chị Trinh hả? Ừ đúng rồi. Nếu Trinh Trinh chịu ly dị Thế Khải, anh sẽ cưới Trinh Trinh. Anh muốn nói cho Trinh Trinh biết những lời hôm qua anh nói với cô ấy là thật lòng. Anh dám nói là cưới chị Trinh hả? Anh có bị điên không vậy? Chị Trinh là chị dâu của em mà. Trinh Trinh là vợ của Thế Khải, là chị dâu của em, anh biết. Nhưng quan hệ giữa hai người họ không hề có tình cảm, cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng mà tại sao anh lại nói điều này với em? Anh muốn ám chỉ điều gì? Anh không muốn ám chỉ điều gì hết. Anh chỉ muốn nói với em, vì anh biết em là một người có tính tình cởi mở, phóng khoáng, không bị trói buộc vào thành kiến như các cô gái ít học khác. Không phải em thường lên án thối gia trưởng, trọng nam khinh nữ với anh sao? Đúng. Em đòi bình đẳng giới, em ghét đàn ông gia trưởng, em bài xích tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng mà không phải vì vậy mà em không tôn trọng gia phong lễ giáo, tam tòng tứ đức của người phụ nữ Việt em càng tôn trọng hơn. Cho nên em không thể nào mà giúp anh được làm cái chuyện mà bại hoại gia phong, phá nát luân thường đạo lý đó được. Cái gì mà bại hoại gia phong rồi phá nát luân thường đạo lý? Em dùng từ sai rồi đó. Em không sai. Một người con gái đã có chồng lại lén đi tư tình với người khác, cái đó không phải là bại hoại gia phong thì là cái gì nữa hả anh? Nhưng Trinh Trinh không có tư tình với anh. Vậy tại sao anh mới nói hôm qua anh đi gặp chị Trinh bàn chuyện, rồi chưa nói hết đã bị anh hai em bắt gặp? Đó không phải là lén lút hẹn hò, ngoại tình thì còn gọi là gì chứ? Em không chấp nhận được đâu. Cho dù anh có đi du học ở Âu, ở Mỹ hay gì gì đó, anh cũng phải giữ lấy lề lối đi. Em không ngờ anh lại đi quyến rũ vợ người khác, phá hoại gia ca người khác một cách trắng trợn như vậy. Tại sao anh nói cái gì em cũng giả dờ không hiểu hết vậy? Hả? Mà cố nguy danh những tội lỗi tài trời như vậy chứ? Thôi được rồi, nếu em không giúp anh thì thôi,
anh sẽ tự mình giải thích cho Trinh hiểu mọi chuyện. Cảm ơn em. Chị Trinh, chị biết em thích anh Hoài Ân mà. Tại sao chị lại quyến rũ anh ấy chứ? Lại còn nói dối em là không có gì. Thật uổng công em yêu thương, binh vực chị lâu nay. Trời ơi, ngày nào em cũng giặt một đống đồ tổ bố vậy hả Trinh? Dạ không, thường ngày có Thiên Trang phụ em. Chỉ tại hôm nay em mới đi học về trễ nên em mới giặt một mình thôi. Thôi thôi, chị làm gì vậy, chị ngồi chơi đi. Có mấy bộ à, em giặt chút xíu là xong ngay. Cả đống đồ như vậy á, mẹ em lại nói là có mấy bộ á hả? Không được, lần này về Cần Thơ chị phải nói hết cho dì Dượng nghe. Không thể để em đi lấy chồng mà chỉ đi đài như vậy được. Em phải nói với chị tới lần thứ mấy nữa chị mới hiểu em đây. Chuyện này là do em cam tâm tình nguyện, không có ai đài ải với em hết. Má chồng em đòi mướn người làm, tại em không chịu thôi. Tại sao em lại không chịu? Hồi ở nhà dì Dượng, em có phải động tay động chân với cái gì đâu. Một bước đi là một bước có kẻ hầu người hạ. Đây, em xem đi. Em xem hai bàn tay của em đi, nó chai cứng hết trơn rồi nè. Chị muốn bà má em buồn thì chị cứ về dưới mà nói đi. Em không cản chị nữa đâu. Thôi, thôi chị, em đừng có khóc nữa. Em không cho nói á thì chị sẽ không nói nữa. Nhưng mà cho chị hỏi nè, tại sao hôm trước em lại đuổi Hoài Ân vậy hả? Không cho cậu ấy kịp nói hết lời với em. Nói hết lời, chị có biết là Hoài Ân nói gì với em không? Mà biểu là em nghe hết lời. Thì cậu ấy nói là biểu em bỏ Thế Khải rồi cậu ấy sẽ cưới em, có đúng không? Chị à, em xin chị, má chồng em đang ở trong nhà, những lời như vậy không thể tùy tiện nói ra đâu. Trời ơi, bà ấy ở trong phòng, không có nghe được đâu mẹ em lo. Cho dù không nghe được, em cũng không muốn nghe chị nhắc tới chuyện này, nó trái với luân thường đạo lý lắm. Trời ơi, luân thường đạo lý gì chứ? Hồi em đi lấy chồng, má có dạy gái chính chuyên thì không được có ý nghĩ phản bội chồng. Trời ơi, nhưng cái này đâu phải gọi là phản bội. Thì thấy không hợp nhau thì bỏ nhau thôi. Vợ chồng là do duyên nợ, phải ăn đợi ở kiếp với nhau, không thể nói bỏ là bỏ đâu chị ạ. Em đừng có quá cố chấp vào cái mớ lý thuyết về luân thường đạo lý đó. Cái gì mà chồng chúa vợ tôi, cái gì mà xuất giá tòng phu, sống trên đời phải biết nghĩ tới bản thân mình em à. Em biết chị thương em, nhưng em không thể làm khác được. Chị ở nước ngoài nên không biết. Chứ hồi chị ly dị với anh Thành, bà ngoại khóc dữ lắm. Bà nói em khi con đã lấy chồng, dù có bị chồng đối xử như thế nào cũng không được sinh tâm phản bội. Thật sự là chị không cãi lại em rồi. Nhưng mà chị cho em biết một điều này, Hoài Ân rất thật dạ thương em. Cậu ấy không cố chấp, cũng không quan tâm chuyện em còn hay thất tiếc. Nếu như em chịu bỏ Thế Khải thì Hoài Ân sẽ đem lễ vật rình rang tới cưới em. So với một Thế Khải lạnh lùng không quen biết thì một Hoài Ân thân thiết với em từ tấm bé tốt hơn nhiều em à. Em phiền chị nói lại với Hoài Ân, nói lại với anh ấy, em chỉ có tình bạn, em không bao giờ bỏ chồng để nhận lời cầu hôn của ảnh đâu chị à. Nói anh ấy là được tốn công vô ích. Em đúng là cứng đầu quá đó. Trinh à, dạ có mấy bộ đồ thôi mà lâu quá vậy. Dạ chào dạ, gì con cũng sắp xong rồi má. Xong rồi thì kiếm việc khác để mà làm, nhà này nhiều việc để làm lắm. Con dâu nhà này không có tính ngồi lê đôi mắt, nhất là nói xấu gia đình chồng sau lưng như vậy đâu. Nè, dừng tay đó đi con, vô trong coi pha ấm nước cho má pha trà. Dạ con vô liền. Chị đi về đi, em còn nhiều việc phải làm lắm.
Thưa dì, con về. Nè con à, mai mốt có chuyện thì hãy tới, còn không thì thôi. Nhà này gia phong lễ giáo lắm, không quen tiếp những người không tròn phu đạo đâu. Chuyện của nhà mình không yên, tính tới xuống người khác làm chuyện mất nết như mình hay sao? Bà đừng có khiêu khích tôi. Con nhỏ Tuyết Ngân này nói được là làm được. Tôi nhất định không để cho bà với Thế Khải hành hạ làm khổ Trinh Trinh đâu. Hôm nay nè, em thấy chỗ đó bán đồ ăn ngon không? Dạ ngon lắm. Nếu em thích thì mỗi ngày anh sẽ chở em tới đó ăn. Em thích chứ, nhưng mà thôi. Thích thì cứ việc ăn chứ có gì đâu phải thôi. Anh biết sao không? Tại vì chỗ đó bán mắc lắm, mình ngày nào cũng tới ăn thì tiền đâu chịu nổi. Em đừng có lo, chồng của em bây giờ đã khác xưa rồi, không sợ hết tiền. Ôi, anh nói vậy tức có nghĩa là tiệm thuốc làm ăn được lắm hả anh? Chứ sao, nhờ tiếng tăm của thầy Tư Giao cộng thêm cuốn sách bí trị của Hoa Hưng Đường, anh bây giờ trị bệnh phát tài lắm, không thua gì thầy Tư đâu. Ngày nào cũng đông khách tới khám hết. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà em nói nè, cho dù anh làm ăn có tiền đi chăng nữa thì mình vẫn phải tiết kiệm. Tại vì tiết kiệm là cho con. Anh thấy á hả, em nói thiệt, mấy bữa em đi ngang chỗ kia thấy bán cái vòng đẹp lắm, nhưng mà em tiết kiệm, em không có dám mua. Thích lắm, chỉ dám đứng nhìn thôi à. Nè, em thích cái vòng đó lắm không? Thích chú. Nè, vậy ngày mai em đi mua đi, anh cho tiền đó. Ôi, anh cho em tiền mua cái vòng đó luôn hả? Thiệt mà, từ bây giờ em không cần phải hà tiện nữa. Thích ăn gì cứ ăn, thích mua gì cứ mua. Anh cho phép em được tự do xài tiền, giống như là chị Thúy, vợ của ông chủ trại cưa kế bên nhà mình đó hả? Đương nhiên rồi. Ơi, như vậy là em sướng quá rồi. Từ nay em sẽ không sợ bị người ta nói xấu sau lưng em nữa rồi. Ủa, mấy người đó nói xấu em cái gì? Nói xấu em tưởng điều đó. Người ta nói em không có giống như chị. Chỉ được chồng thương, chồng tin, chồng cho tiền. Muốn xài cái gì thì xài, xài thoải mái luôn. Chỉ còn nói em là vợ nhỏ cho nên không có được anh tin tưởng. Tiền đông gạo phát đó. Tuy là chị nói đúng thiệt, nhưng mà em nghe em cũng khó chịu lắm á. Ôi, ngày mai ha, em lấy tiền em đi mua chiếc vòng cho chị biết mặt luôn. Thích quá. Em cầm hết luôn đi. Ôi, tiền này tiền của anh. Không có nói nhiều nữa, tiền của anh bây giờ là tiền của em. Anh sao vậy? Tiền của anh là tiền của anh, làm sao mà là tiền của em được? Anh nói được, vì anh là chồng của em. Bắt đầu từ ngày mai đi làm về, anh sẽ đưa tiền em giữ hết, được chưa? Đưa cho em giữ hết, vậy em có được xài không? Đương nhiên rồi, chắc chắn em sẽ được xài. Với lại từ ngày mai, em cứ tự tin nói với bạn của em, chồng của em rất tin tưởng em, chứ không phải là người tiền đông gạo phát. Vậy hả? Em cảm ơn anh. Sao giờ này má chưa ngủ? Má chờ con về để má nói chuyện đó. Chờ con về để nói chuyện gì? Má có chuyện gì gấp hả má? Ừ, con ngồi xuống đây. Có chuyện gì không má?
Má muốn hỏi chuyện của con với Trinh Trinh, con tính sao rồi? Lại là chuyện này. Không phải hôm trước má đã chịu nghe lời con, đã đồng ý cho Trinh Trinh sống cảnh vợ chồng hờ im chuyện rồi sao? Hôm trước nghe con nói, trong nhất thời giận quá má cũng ừ đại. Nhưng giờ nghĩ lại má thấy cách này không ổn chút nào con à. Trinh Trinh giàu sao cũng là con gái, không lẽ con bắt người ta phải sống cảnh cô lẽ như vậy suốt đời hay sao? Con đừng quên, Trinh Trinh giàu sao cũng còn cha mẹ. Chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra ngoài, rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Dẫu sao cha của con cũng là bạn thân của cha mẹ Trinh Trinh ở dưới. Ma, chuyện này là do cô ấy chuốc lấy thôi. Con đã đồng ý trả tự do cho cô ấy, nhưng mà cô ấy lại không chịu, làm sao trách con được? Má thì nghĩ khác. Nói gì thì nói, Trinh Trinh nó cũng là con nhà danh giá. Con không thấy bà mẹ Trinh Trinh giúp đỡ con biết bao nhiêu sao? Con cứ nghĩ mà coi, từ bỏ Trinh Trinh con sẽ mất tất cả, rồi phải trắng tay làm lại từ đầu hả con? Má, con đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần rồi. Con nói thiệt với má, có sự nghiệp nhờ vợ con chẳng vinh dự gì cả. Nghe bạn bè xì xầm, con là một con chuột xa hũ nếp, con cảm thấy nhục nhã vô cùng. Con không phủ nhận con có được thành quả như ngày hôm nay, đó là nhờ công sức của ba má Trinh Trinh. Nhưng nếu không có họ, với thực lực của con, rồi cũng có ngày con cũng tạo dựng được sự nghiệp của con thôi. Con nói cũng phải. Má, và Thảo cũng đã sắp tới ngày sinh nở. Con đang lo lắng chuyện khai sinh, nếu không có hôn thú thì con của con vô tình sẽ là một đứa. Vậy giờ con muốn sao? Con chỉ muốn tự lực cánh sinh, cưới vợ sinh con như bao nhiêu gia đình khác thôi. Ngặt nổi một chuyện, Trinh Trinh nó không chịu ly dị thì sao? À, má, hay là mình tìm cách ép cô ta ly dị? Ép? Bằng cách nào? Má, chỉ còn có một cách này thôi. Má nghe con nói nè. Ba, chuyện gì đó bay? Dạ con Năm, má con Thảo nè bác. Chàng ơi, ngồi đi con. Dạ. Ngồi đi. Dữ ác không? Từ bữa đãi cơm canh tới giờ á, tới nay mới chịu lên thăm bà già này đó. Dạ. Nè, để bác kêu thằng Tiễn lấy bánh, rồi bác đãi con uống trà với bánh nha. Dạ thôi thôi khỏi. Tiến ơi, à, Tiến. Dạ thưa bác, mẹ con cũng mạnh hết. Nhưng mà thôi bác đừng có kêu thằng Tiến. Tại vì chuyện này con cũng chỉ muốn nói riêng với bác. Ủa, có chuyện gì mà sao con lại không cho thằng Tiến nó hay vậy? Dạ hôm nay con qua đây là con muốn thưa với bác về chuyện của con Thảo. Bây sao dài dòng quá lại văn tự nữa. Có chuyện gì? Có phải là cái con Thảo nó suy nghĩ lại, rồi nó đánh dây thép kêu con qua nhắn với thằng Tiễn, có đúng không? Dạ không phải, không phải đâu à. Nhưng mà con nói á, cũng đại khái như vậy. Nhưng mà bây cứ nói quịch tẹt ra đi, bác mới để bụng gì đâu. Dạ, số là con muốn nói với bác, bác mau đi. Bay, bay kêu tao đi. Đi đâu? Dạ, bác đi hỏi cứ Út Loan cho thằng Tiễn đó bác. Trời đất, bay nói vậy là ý gì? Ý là xúi tao đi cưới Út Loan cho thằng Tiễn. Cái gì mà kỳ cục vậy? Dạ, tuy không nói ra, nhưng từ trước tới giờ con luôn coi thằng Tiễn như là con của con. Con muốn đem những điều tốt đẹp đến cho thằng Tiễn thôi bác à. Chuyện đó thì tao biết rồi. Nhưng mà chuyện này
con cũng đắn đo lắm. Hôm nay con mới dám thổ lộ với bác. Con muốn bác mau cứ út loan cho thằng Tiễn đi. Bây cứ tưởng là bác không nôn có cháu dâu sao? Nhưng mà cũng mấy mươi năm tuổi đầu rồi, chuyện tình cảm chứ có phải đứt tay đứt chân gì đâu mà mau lành. Dù gì thì hai đứa nó cùng lớn lên, rồi cùng học trường làng, rồi cũng cùng đi lên Sài Gòn mần mướn nữa. Nói gì thì nói, chuyện tình cảm trai gái nào đã chẳng có lúc hiểu lầm, giận hờn nhau đâu con. Dạ. Bác nghĩ biết đâu nay mai con Thảo nó nghĩ lại. Giờ bác mà bước qua cưới Út Loan cho thằng Tiễn thì chắc chắn là người ta chịu rồi đó con. Nhưng bác biết thằng Tiễn nó còn thương con Thảo nhiều lắm, nên nó cứ chần chờ hoài. Con cũng biết vậy. Nhưng mà bây biết vậy thì đừng có làm khổ thằng Tiễn nữa. Nếu thương nó thì bây về khuyên con Thảo một tiếng đi. Dạ. Con biết kiếp này có soi đèn con cũng không tìm đâu ra được một thằng rể hiền hậu lo mận ăn như thằng Tiễn. Nhưng trời không chiều lòng người bác à. Sao mấy bữa nay bây nói gì mà tao không hiểu gì hết vậy? Bác đã nói là bác không có chấp nhất chuyện gì, không có lỗi phải gì con với con Thảo hết. Dạ. Chính vì vậy cho nên con càng ái nái hơn. Con muốn thà một lần đau rồi dứt hẳn. Thằng Tiễn nó đau, con cũng đau mà bác. Thôi được rồi. Tại sao con muốn cưới con Út Loan cho thằng Tiễn? Sao con kêu cưới con người ta mà con đau lòng? Con cắt ghẻ đi là sao? Con Thảo với thằng Tiễn đã hết duyên thiệt rồi bác ơi. Sao? Dạ. Con Thảo nó đã đi lấy chồng. Hả? Dạ sao có con rồi đó bác? Bây nói cái gì? Con Thảo nó có chồng rồi sao? Ai? Ai cưới nó? Cưới hồi nào? Rồi có con nữa. Thì cưới thầy Khải, và để con cả thầy Khải, vậy mà nói còn hối nữa. Tiễn ơi, có chuyện gì từ từ nói với con. Tiễn ơi, con. Đẹp quá trời luôn. Dạ Thảo. Ủa chị. Trời, em đi đâu vậy? Làm chị chờ ở đây từ nãy giờ vậy? Trời ơi, em đi chợ nấu cơm. Em ở nhà có một mình à, ăn bao nhiêu mà đi chợ cho nó cực vậy? Sao không đi ra ăn hàng quán cho nó khỏe? Mấy bữa trước em toàn ăn hàng ăn quán không chứ. Mà nếu em ăn một mình á, em cũng ăn đơn giản lắm. Tại vì chị biết sao không, mấy bữa nay anh Khải hay về nhà ăn cơm, bởi vậy em phải đi chợ nấu cơm cho đàng hoàng. Thế Khải hay ăn ở đây với em lắm sao? Dạ. Chị đẹp không? Em mới mua đó. Đẹp quá. À, chiếc vòng này á là chiếc vòng mà chị với em thấy trong tiệm phải không? Ừ. Trời ơi, vậy mà bây giờ đã mua rồi, em nhanh thiệt á. Anh Khải cho tiền kêu em đi mua đó. Chỉ mới hơn nửa năm mà Dạ Thảo thay đổi nhiều quá. Không còn là cô gái quê chân chất thật thà, đáng thương, bị thua thiệt trong tình cảm nữa. Cô ta đã bị lòng tham làm thay đổi mất rồi. Chị,
Chị có nghe em nói gì không vợ? Chị có nghe chứ. Tiếc là em đang mang thai. Chứ không hả, chị sẽ đưa em tới những khu vui chơi, tới vũ trường để học nhảy đầm nè, để trở thành một quý cô thật sự trong giới thượng lưu. Em á cũng phải ngồi sòng, đánh bài, biết uống rượu, biết nhảy đầm để giao tiếp với người ta nữa chứ. Ôi, nghe chị nói mà em nôn quá à. Biết vậy em khoan có bầu là được rồi. Có bầu á thì không thể nhảy đầm, nhưng mà em có thể theo chị học đánh bài mà. Vậy hả? Ừ, sẵn hôm nay á chị có hẹn với mấy bà, em có hứng thú không? Đi với chị. Có hứng lắm chị. Chừng nào đi chị? Đi ngay bây giờ. Em có đi được không? Bây giờ hả? Vậy thì bây giờ á, đi cất cái giỏ sách rau này, rồi đi theo chị học làm quý bà. Đàn ông họ rất sĩ diện lắm, họ thích vợ mình á phải xinh đẹp và sang trọng. Em bây giờ đã là bà chủ của tiệm thuốc rồi, phải biết giao tiếp với biết bao nhiêu con người sang trọng chứ. Chứ không thể để mình ở nhà quê mùa cù lần giống như vậy được. Em biết rồi, chị đợi em chút nha. Em vô em cất đồ, em thay đồ đi với chị liền. Đợi em nghe. Ừ. Dạ thuốc của anh. À, bao nhiêu tiền? Dạ 60 đồng. 60 đồng? Sao mà mắc quá vậy? Mấy hôm trước cũng chỉ có bấy nhiêu thang thôi mà chỉ có 30 đồng, sao hôm nay lại mắc vậy? Dạ tại vật giá leo thang, cái gì cũng lên hết á, dược liệu cũng lên nên nhà thuốc cũng phải lên giá, không phải là tôi tự ý bắn mắc cho anh đâu. Nhưng mà tôi tưởng giống lần trước nên tôi đem theo chỉ có 30 đồng thôi. 30 đồng á, chỉ đủ hốt cho 1.5 thang thôi. Hay anh đưa tôi 40 đồng, tôi hút 2 thang cho. Thầy Khải nói bệnh tôi chưa bớt nên phải uống thêm 3 thang nữa mới hết. Nhà tôi lại ở xa anh à, hay là anh cho tôi lấy thuốc đủ, cho tôi thiếu lại 30 đồng, tôi hút thuốc lần sau tôi sẽ trả. Anh giúp cho tôi đi. Không được đâu, lỡ như anh không lên thì tôi biết anh ở đâu mà đòi. Thôi anh lấy đỡ mấy gói này đi, đúng tiền đúng giá rồi, mai mốt có tiền rồi lên hút tiếp. Anh thông cảm cho tôi đi, giúp cho tôi đi. Nè, có cái chuyện gì mà kỳ kẹo lâu quá vậy? Dạ. Thưa thầy, anh này hút thuốc nhưng mà không có đủ tiền. Anh muốn hút thuốc thiếu nhưng mà em nói là không có được, bị gì không có biết là nhà anh ấy ở đâu. Dạ thầy ơi, nhà của tôi xa lắm, giờ uống không đủ liều, không hết bệnh, cho nên tôi mới năn nỉ anh này bán thiếu. Nếu tiệm thuốc không bán thì thôi, cứ cho tôi hút 2 thang trước, vậy hôm nữa vợ tôi đem tiền lên tôi hút tiếp. Phải hồi nãy anh nghe lời tôi thì đâu có dây dưa mất thời gian. Mà nè, anh còn thiếu bao nhiêu? Dạ tôi còn thiếu 30 đồng. Quang à. Dạ. Cứ hút đủ số thuốc cho anh ấy đi. Dạ. Dạ thầy cho tôi thiếu sao? Tôi đội ơn thầy, ít hôm tôi nhất định sẽ kêu vợ tôi đem tiền lên trả. Mà nè, bệnh của anh còn nặng lắm, uống xong 3 thang này cũng chưa chắc hết đâu. Anh cần phải tới đây thường xuyên cho tôi khám lại, gia giảm thêm thuốc thì mới có hy vọng khỏi được. Dạ tôi biết, bệnh tôi lâu năm đã nhập vào máu huyết, không thể chữa hết ngày 1 ngày 2 được, nên tôi sẽ lên để cho thầy khám lại. Anh đừng có chủ quan, nhớ tới khám đúng ngày hẹn đó. Dạ cảm ơn thầy. Dạ thầy. Nè đây là thuốc dạ. Quang. Dạ cảm ơn thầy, cho tôi gửi. Dạ. Nhớ 3 chén sẽ còn 8 phân. Dạ. Uống nóng mới có công hiệu, nghe chưa? Dạ tôi cảm ơn thầy. Cái anh này bệnh lao lâu năm rồi, lục phủ ngũ tạng đều hư hết, ảnh điều trị nhiều nơi không hết mới tìm tới mình. Thần thái ổng em nhắm không kéo dài được bao lâu đâu. Em thấy thầy đừng có điều trị cho ông ta nữa, kẻo mai mốt bệnh không lành, người không hiểu lại nói tiệm thuốc của mình là yếu tay nghề đó thầy. Làm nghề thuốc, tại sao em lại có cái ý nghĩ như vậy? Như vậy thì còn gì ý nghĩa của cái câu lương y như từ mẫu. Quang à, để anh nhắc cho em nhớ, xưa nay trong đạo làm thầy thuốc cứu người, còn nước là còn tát. Dù biết dầu cạn đèn sắp tắt, sống ngày 1 ngày 2,
cũng phải cứu, biết chưa? Dạ em biết rồi. Dù em làm ở vị trí bốc thuốc, nhưng cũng nên mở lòng ra một chút. Gặp ca nào nghèo khổ, khó khăn quá mà tiền thuốc không đủ thì cứ tự ý bớt cho người ta, không cần phải chờ ý kiến của tôi đâu. Dạ em sẽ ghi nhớ. À mà nè, bữa nay tôi có việc phải về sớm, anh cứ coi sắp xếp thuốc cho người ta xong rồi đóng cửa nghỉ đi. Dạ. Nhanh tay, nhanh tay lên đây. Rồi rồi rồi. Coi bộ năm nay lúa trúng quá không bà chủ? Năm nay mưa thuận gió hòa nên lúa ai cũng trúng mùa hết, nhìn bắt mê à. Con mình năm nay chắc ăn tết lớn rồi. Nguyên à, con coi sáng giờ thu được bao nhiêu rồi con? Dạ gần 400 dạ ông bà chủ. À mình à, nước sắp ròng rồi đó, liệu chừng ghe chở lúa về có kịp không ông? Không kịp thì ngày mai mình về chở tiếp, làm gì mà lo dữ vậy? Bộ đây là lần đầu tiên bà đi coi lúa với tôi sao mà bà hỏi câu kỳ cục vậy? Mà cái ông này, tôi hỏi vậy thôi chứ có gì đâu, tự nhiên bực mình với người ta. Thu lúa xong rồi á, tôi với bà lên thăm con Trinh là được rồi. Mình đi thăm con ông ha. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô cứ ở yên trong căn phòng này. Không chỉ có chuyện ngủ trong căn phòng này, mà từ bữa nay trở đi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong căn nhà này cô phải làm hết. Bởi vì má tôi đã già rồi, không phụ cô như lúc trước được. Dạ em biết. Nếu như cô lơ là, không làm việc nhà thì đừng trách tôi nha. Tôi sẽ không vì ân nghĩa mà nhẫn nhịn như lúc trước đâu. Dạ em biết. Dạ em biết. Dạ em biết. Lúc nào cũng ba chữ dạ em biết. Cô không còn từ đầu khác sao? Em không biết nói gì trong hoàn cảnh này. Nếu như cô chịu không nổi, cô có thể đi vậy. Tôi sẵn sàng trả tiền cho cô bất cứ giây phút nào, cô biết chưa? Dạ em biết. Lại là dạ em biết nữa. Hiểu rồi thì biến khỏi mắt tôi đi. Tôi còn muốn nhìn thấy cô nữa, mỗi lần thấy cô tôi rất bực. Chị, cái này nó còn bự hơn tủ lầu chị Nguyệt Hằng nữa. Ừ, nhưng mà ở đây cao cấp hơn. Cao cấp hơn luôn. Ừ. Ở chỗ Nguyệt Hằng thì ai có tiền cũng đều vô được, nhưng mà ở đây thì phải có đẳng cấp mới vào được em à. Mình vô đi. Chị Ngân, lâu quá không thấy chị ghé chơi. Ủa, còn cái cô kế bên là ai vậy? Người mới hả? À, cô Dạ Thảo, vợ thầy thuốc Thế Khải đây mà. Bây giờ mới tập tành vô chốn ăn chơi của quý bà sao? Ai cũng có lần đầu mà chị, cho nên em mong mấy chị chỉ dạy em tận tình nha. Tốt lắm, mình đã có cách giành Thế Khải lại cho Trinh Trinh rồi. Chúc mừng Thảo gia nhập thế giới quý bà nghe. Dạ. Mà cái này chơi làm sao vậy? Em không biết chơi. Chơi cái này cũng có khó gì đâu, quan trọng á là có tiền để chơi hay không thôi. Có tiền mà. Vợ của thầy thuốc, chủ của tiệm thuốc Hòa Hưng Đường mà sao không có được? Muốn bao nhiêu cũng có đó. Vậy thì tốt rồi. Em đứng đây đi, rồi nhìn mấy chị đánh, rồi học, rồi một hồi ngồi xuống chơi với mấy chị cho vui. Dạ. Chị Tiết Ngân, chút nữa chị chơi vài ba ván với tụi em cho vui nghe. Mọi người chơi đi, rồi chút nữa chị chơi sau. Nhớ nghe. Dạ Thảo, bây giờ em ngồi đây em xem ha. Dạ. Em qua đây ngồi đi, chị chỉ cho. Nè, em thấy nè, đó, cái này đó, nó đi cặp với cái này. Đó, em thấy không? Đó. Đôi xe nè, nó phải qua cái này nè. Có ai có đôi không? Đó, để cho người ta ăn có đi. Có thì ăn đại đi.
tay bị rách da chảy máu hết rồi. Má lại kêu mình sáng mai phải giặt hết màn cửa trong nhà. Làm sao giặt nổi đây? Ủa đồ kiểu gì vậy hả? Dạ em ủa như mọi ngày mà anh. Như mọi ngày? Như mọi ngày mà như vậy sao? Tôi nói với cô sao? Bây giờ tôi đã là thầy thuốc, tôi phải giữ hình tượng trước mặt bệnh nhân. Ủi quần áo cho tôi phải ủi đi ủi lại nhiều lần, còn đếm nhăn cũng không được nữa. Cô ủi cái kiểu gì vậy nè? Chỗ này không nhăn thì chỗ này cũng nhăn, ở đây không ly nhiều thì ở đây cũng ly ít. Làm sao tôi mặc được đây? Sao sao kỳ quá vậy ta? Hôm qua em nhớ là em đã ủi kỹ lắm mà. Cô nói như vậy, ý của cô là tôi đổ oan cho cô hả? Dạ em không có ý đó. Vậy bây giờ tôi hỏi cô có ủi liền không? Dạ em ủi liền. Ủi đi đi. Dạ. Sáng mai tôi phải đi làm nữa đó. Dạ. Mấy hôm trước thầy Khải nói
cho anh nằm dưỡng bệnh. Bệnh tôi đã thuyên giảm được 3-4 vòng. Trời ơi trời, ông ta phải nói như vậy mới gạt được tiền của mình chứ. Trời ơi, thầy thuốc ở mấy chỗ khác chỉ có 20 đồng à, ở đây hả lấy tới 60 đồng lận. Trời ơi, tiền dành dụm của vợ chồng tôi á giờ bị mấy người lấy hết rồi. Chán cậu quá, cho nên mắc quá cái gì. Thôi đi, mọi người đừng có bàn tán nữa. Còn cái chị kia, tiệm thuốc của người ta làm ăn đàng hoàng, chị đừng có đứng đó mà nói lung tung là mất uy tín của thầy tôi nha. Chồng chị á, bệnh không hết là do bệnh quá nặng rồi, giai đoạn cuối rồi đó. Mấy người biết chồng tôi bệnh nặng vậy tại sao không nói cho chồng tôi biết? Tại sao lại nói với chồng tôi là bệnh tình của chồng tôi đã giảm hả? Tôi nói cô biết, nếu bữa nay hả tôi không tới đây làm dữ thì còn lâu tôi mới biết là chồng tôi bệnh nặng như thế này nè. Em à, mình sao rồi mình? Em đừng có cãi với họ nữa, anh mệt lắm rồi. Sao rồi mình? Trời ơi, chú, trời ơi, chú ơi, chú giúp giùm con đi, đưa chồng con về vậy. Trời ơi, tôi nói cho mấy người biết, chồng tôi mà không bệnh hệ gì, tôi không tha cho mấy người đâu, thì nghĩ tới đâu tôi cũng hậu. Đừng muốn gặp.
bây giờ nó đã như vậy rồi. Có phải là vì cô ghét tôi, bắt cô ổn đồ cho nên cô trả thù tôi cho bỏ ghét cũng không? Dạ không, em không có ghét anh. Em không có ghét anh mà. Không ghét tôi thì tại sao nó như vậy? Cô có biết là tại vì nó mà tôi một mình từ sáng giờ không? Em không biết. Không biết, lúc nào cũng không biết. Vậy thì tới chừng nào cô mới biết? Nếu như cô không biết thì tại sao nó như vậy? Mỗi lần nhìn thấy cô là tôi muốn điên lên rồi. Biến khỏi nhà này đi. Chuyện gì mà ông xùm vậy? Bà coi kìa, giờ uống giùm có cái áo thôi mà như vậy nè. Được thôi, má có tức không? Trời đất, hết tập thể đồ nha, giờ là cháy áo. Cô muốn phá hoại gia đình này sao? Con không có má ơi. Cứ đụng chuyện là khóc, đụng chuyện là khóc. Cô nhiều nước mắt quá má. Cô muốn trù ẻo hả? Cô muốn trù ai trong cái nhà này chết chứ? Dạ, má không thích con không khóc nữa. Để con dọn cơm với má anh Khải hả? Không cần nữa, khỏi cần dọn. Tôi thấy cô nên sớm rời khỏi căn nhà này đi. Coi bộ thằng Khải và cả nhà này chịu hết nổi cô rồi. Chị giờ này vậy? Có phải nhà thằng Khải lại ức hiếp em nữa không? Chị à, em đã suy nghĩ kỹ lời của chị nói. Chắc là em đồng ý ly dị để chấm dứt với anh Khải. Thiệt hả? Trời ơi, vậy mới phải chứ. Cuối cùng thì em cũng chịu sáng mắt ra rồi đó. Em yên tâm đi, em cứ giao hết cho chị. Chị quen nhiều, rành nhiều thủ tục. Bên nhà chồng em không bắt bẻ em được đâu. Em không đòi quyền lợi. Em đến hỏi chị là phải nói cách nào với ba má em đây. Nếu không có lý do chính đáng, ba má em nhất định không đồng ý cho em thu anh Khải đâu. Thì em cứ nói thật là nhà nó ngược đãi em, đối xử với em không ra gì hết. Không được, anh Khải đã hứa giấu chuyện em thất tiết, thì em cũng không thể nào mà gieo tiếng xấu cho anh Khải được. Phải tìm một lý do nào dạng cả hai. Nếu mà nói hai đứa không hợp tính thì dì Dượng cũng chưa chắc bằng lòng. Thế nào rồi cũng ép em ở lại cho coi. Đúng là khó có cách bảo toàn. À, hay là em nói là em yêu Hoài Ân chứ không có yêu Thế Khải. Đúng rồi, lý do này coi bộ được đó. Vừa được ly dị Thế Khải, vừa được gả cho Hoài Ân, nhất cử lưỡng tiện. Em cứ nói với dì Dượng như vậy đi. Gái có chồng mà còn tư tưởng người đàn ông khác, chị muốn ba em đánh em chết hả? Với lại, nếu như em với anh Khải thôi nhau, em sẽ về quê sống với ba má, em sẽ không lấy chồng nữa đâu. Chuyện lấy chồng hay không lấy chồng thì tính sao? Còn bây giờ nghĩ cách cho em với Thế Khải thôi nhau trước đi cái đã. Biết lấy cách gì cho dì Dượng không phiền lòng bây giờ. Khó thiệt đó.
sĩ bệnh tình của chồng tôi ra sao rồi. Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Có phải là chồng tôi không qua khỏi được đúng không? Chồng của chị tuy là bị bệnh lao và bệnh này rất khó trị, nhưng mà nếu đưa tới sớm thì hoàn toàn có thể trị được. Theo ý của bác sĩ thì chồng của tôi đi khám trễ rồi bệnh tình trở nên trầm trọng nên mới không chữa được phải không? Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà chúng tôi đã tới nhà thuốc Hòa Hưng Đường để chữa trị, nhưng mà tại sao càng trị lại càng nặng? Có phải là họ cố tình câu bệnh để ăn tiền không? Về chuyện này tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà không phải ý của tôi nói là thuốc bắc dễ hơn thuốc tây, nhưng mà đông y chỉ trị trong những trường hợp lâu dài, còn tây y thì hợp hơn trong những trường hợp cấp cứu và cấp bách, sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Vậy bệnh tình của chồng tôi bây giờ ra sao hả bác sĩ? Bác sĩ à, bác sĩ hãy cố gắng cứu chồng tôi đi. Chị hãy bình tĩnh đi, còn nước còn tát, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh nhà, nhưng mà xem ra tình hình thì không được khả quan lắm. Tôi không dám bảo đảm. Cảm ơn bác sĩ, xin bác sĩ hãy tận tâm giúp nha. Vợ chồng tôi nguyện cắn cỏ ngậm dành. Xin chị đừng nói như vậy, trách nhiệm của người thầy thuốc chúng tôi thôi mà chị. Nhưng mà bây giờ là anh nhà phải ở lại đây để chúng tôi tiện theo dõi. Dạ, cảm ơn bác sĩ nha. Ai đau lòng? Thì là trời ơi, sáng chút là mình để lộ tình cảm ra rồi. Không được, không được nói ra, xấu hổ lắm. Trang, người nào đau lòng em nói cho anh biết coi. Thì là anh hai của em chứ ai. Vợ của người ta mà anh cứ quan tâm hoài, hỏi làm sao người ta không đau lòng được. Nếu mà anh hai của em á biết đau lòng như vậy, anh chắc chắn không phải bận tâm nhiều như vậy đâu. Thôi để từ từ đi, em sẽ lựa lời giải thích cho má em hiểu.
Dạ. Cô thắp nhang xong rồi đó, mời cô ra về. Tôi bận rộn con cái, bếp núc, không có thời gian để nói chuyện với cô đâu. Mời cô về. Cô không phải bận tâm, hai đứa nhỏ này để tôi lo. Hai con, hai con có thích ăn bánh không? Dạ thích. Vậy hả? Vậy bây giờ cô dẫn hai đứa đi mua bánh ăn nha. Dạ. Bây giờ cô có thể an tâm để nói chuyện với em tôi được rồi đó. Đi thôi hai con. Dạ. Có chuyện gì thì cô nói luôn đi. Trước tiên em muốn nói lời xin lỗi chị về tai nạn ngoài ý muốn. Còn chuyện gì nữa không? Dạ, em muốn chia sẻ chị một chút khó khăn hiện tại. Tuy là không so sánh nổi với mất mát của chị, nhưng mà nó có thể giúp chị qua khỏi tình cảnh ngặt nghèo hiện tại. Cô muốn lo lót cho tôi đó hả? Dạ không, em không có ý định lo lót hay mua chuộc gì chị hết. Em đến đây bằng tấm lòng của một người vợ, thông cảm một người vợ. Em biết chị đang rất buồn, rất đau khổ vì sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được. Tuy vợ chồng tôi ngày thường hay cắn đắng, gây cãi nhau, nhưng mà tôi thương chồng tôi lắm. Tôi đi bán là anh ở nhà lo cho con cái. Nay anh chết bất kỳ tử như vậy, cô nói tôi phải làm sao bây giờ hả? Em biết được nỗi lòng của chị. Em biết là chị căm giận chồng của em. Cô biết như vậy, cô đến đây để làm gì? Tôi không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho chồng của cô đâu. Cứu một mạng người như xây bảy kiển chùa. Em xin chị thương tình mà bổ thí đức hiếu sinh, mở lòng dị tha cho lương tâm thanh thản. Em hứa với chị, bằng khả năng sẽ lo lắng chu cấp cho hai cháu được ăn học đàng hoàng. Chị thương em, thương em mà tha cho chồng em một lần, cho chồng em một cơ hội đi chị. Nhưng mà chuyện này đã đưa ra tòa rồi, thiệt tình không biết tòa sẽ xử ra sao nữa. Nếu được thì tôi sẽ làm đơn bãi nại. Tôi cũng không hẹp hòi gì đâu. Cô đứng lên đi. Nói vậy chị chịu tha thứ cho chồng em rồi sao? Lúc thấy cô vào đây, tôi cứ tưởng là cô sẽ đem tiền quăng thẳng vào mặt của tôi, ỷ giàu sang
cao giọng, trịch thượt. Nên tôi nhủ lòng, không thể tha thứ được. Nhưng mà không ngờ, cô nói năng có tình có lý, lại vì thương chồng mà bất chấp sĩ diện quỳ trước mặt của tôi. Nên tôi sẽ tha thứ. Em cảm ơn đó cô chị, em nguyện ghi tâm. Kiếp này không xong thì em nghĩ cứ xa báo đáp. Trang ơi Trang, Trang ơi, ra mở cửa cho má con. Đi đâu hết rồi kìa? Đâu hết trơn rồi không biết nữa. Trưa trời trưa trận vậy, không thấy bóng dáng một đứa nào ở trong nhà hết là sao vậy? Bếp núc lạnh tanh. Dạ thưa má, con mới về. Bữa nay má đi chùa về sớm vậy má? Má về giờ này làm con bất ngờ lắm phải không? Dạ không có. Tại hồi sáng con nghe má nói là đi chùa cả ngày, nên... Nên mới bỏ nhà đi hò hẹn với trai. Dạ con không có. Không có. Vậy con đi đâu? Bếp núc lạnh tanh, không có ai nấu hết. Dạ, dạ con xin phép, con xuống bếp nấu liền má. Con đứng đó. Có phải cô mới đi hẹn hò với thằng Hoài Ân về đúng không? Con không có. Không có mà ăn mặc sang trọng, trang điểm như vậy. Muốn qua mắt tôi à? Nè, muốn học thói mèo mã gà đồng thì ra đường mà học. Trong nhà này không chứa hạng lăng loàn trắc nết như cô đâu. Con không phải như má nghĩ. Con xin má nhẹ lời giùm con. Nhẹ lời? Nhẹ lời cho cô? Ai sẽ là người nhẹ lời cho thằng con của tôi? Cô có biết nó đang khổ sở trong vòng lao tù kìa. Cô có biết vì cô, vì thói trăng hoa của cô mà gia đình này lâm vào cảnh bất hạnh như vậy không? Còn ở đó mà ương bướng, lúc nào cũng làm ra vẻ như là hiền lành đức hạnh lắm vậy. Má ơi, má nghĩ quan con rồi. Con không có. Con không có mà má. Hoàng sao? Dạ con mời bà. Ông bà, trời Sài Gòn nóng hơn Cần Thơ mình hả ông? Tôi thấy cũng vậy mà. Cũng vậy đâu mà cũng vậy. Rõ ràng Cần Thơ mình mát hơn. Bảy à, dạ. Con thấy bà nói vậy đúng không? À, dạ con cũng không biết nữa bà ơi. Đúng là đồ nhát gan mà. Mày sợ nói theo ý tao rồi nghịch ý ổng chứ gì? Thôi đi, đừng có nói lung tung nữa. Bảy, dạ. Con mở cốp xe lấy hết quà xuống đây. Dạ. Ông à, mình lên thăm bất ngờ như vậy mà không báo trước, chắc chị xui với Trinh Trinh vui lắm hả ông? Hả? À. Ê, trời ơi, là sao đây? Cái quầy chuối này lúc sáng tôi đã nói là bỏ nhà rồi, bà còn mang theo chi vậy? Ông à, con mình nó thích ăn mà. Thích thì ăn một hai trái thôi. Tự nhiên bà làm gì đem nguyên một quầy cho con nhỏ làm gì nó ăn hết.
Ông này lạ nghe, không lẽ nó ăn một mình? Bà nhà quầy chuối 4-5 người ăn, có nhiều nhỏ gì đâu. Bảy à, dạ. Đồ đạc bà đem lên đem xuống hết cho con, đừng quên gì hết á. Dạ dạ. Đúng là hạng đàn bà trắc nết mà. Có ai ở nhà không? Chị Xuôi à. Dạ. Dạ, dạ chào hả? Chị Xuôi. Chào anh Dạ. Chị lên. Ủa, mà sao cái sắc mặt của chị khó coi quá vậy? Ông ơi ông nhìn xem có phải chị Xuôi trúng gió không? Chị dạ. Có sao không vậy? Không, dạ, không có gì đâu. Chắc là không sao đâu. Tôi hơi chán ván một chút thôi. Dạ. Dạ, mời anh chị vào nhà. Lên thăm chị, vợ chồng tôi có chút quà quê đem lên kính biếu. Chị với mấy cháu ăn lấy thảo. Trời đất, anh chị lên thăm vậy là quý lắm rồi. Quà cáp chi cho mệt. Dạ có gì đâu chị, toàn cây nhà lá vườn không à. Sẵn mùa lúa vừa xong á, tôi có đem cho chị một ít gạo nàng thơm. Gạo mới, dẻo và thơm ngon lắm chị à. Bây giờ cho vàng tôi ăn cũng không thấy ngon, huống chi là gạo. Ủa sao vậy chị? Dạ thôi mời anh chị vào nhà. Dạ vô bà. Chị nói sao? Thằng Khải bị bắt vô tù vì tội làm chết người hả chị? Dạ. Trời đất ơi, từ khi nào vậy? Sao chị không cho người đánh dây thép về cho vợ chồng tôi hay? Hôm rày nhà cửa rối rắm quá nên tôi quên mất anh chị à. Hơn nữa tôi cũng không dám làm phiền đến anh chị. Chị nói vậy sao được? Thằng Khải đã cưới Trinh Trinh, rể cũng như là con trong nhà. Con cái gặp nạn, làm cha làm mẹ sao không giúp chứ. Tôi đi nhiều, quen biết lớn, biết đâu có thể giúp được cho thằng nhỏ cũng nên. Dạ. Dạ con mời ba má dùng nước. Để đây con. Dạ mời anh. Mời chị. Dạ. Con có khỏe không? Sao mà ba thấy mặt con sần sùi quá vậy? Bộ con thiếu ngủ hả? Chồng nó bị bắt giam, làm sao mà kêu con nhỏ ngủ được? Bà còn hỏi đố nữa. Lo thì lo, nhưng mà con phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho chồng con nữa chứ. Dạ. Khoan, để má coi. Sao vậy? Hả? Dạ. Sao vậy? Dạ. Dạ ba má, ba má cứ yên tâm đi. Dạ hồi nãy con nghe ba má lên, con mừng quá, rồi con chạy, con dắp vô thành cửa nên ba má yên tâm đi. Thật con hiền, vài bữa là bình thường à. Con á thiệt là vô ý vô tứ quá. Con làm gì cũng phải từ từ, con chạy làm chi để cho té không biết nữa. Má đã dạy con biết bao nhiêu lần rồi, con gái á thì phải đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Sao con không nghe lời má vậy? Dạ con xin lỗi má, từ nay con sẽ đi đứng cẩn thận hơn. Dạy con á, một lát nữa về phòng đóng cửa lại mà dạy. Hai mẹ con nói nhỏ với nhau, ai đời dạy con trước mặt chị Xuôi như vậy. Bà nên nhớ, con đã gả đi rồi á là con của mẹ chồng. Tôi quên mất chị Xuôi à, tại vì tôi nóng lòng con gái. Mong chị bỏ qua cho tôi nha. Dạ. Xem ra thì nó cũng biết điều, không dám nói một lời. Chị Xuôi, chị còn giận tôi hả? Dạ không. Chị vì nhìn thấy Trinh Trinh như vậy, tôi cũng thấy áy náy quá. Dạ con biết má thương con. Nhìn má chồng với con dâu nói chuyện, tôi còn tưởng là hai người là má con ruột nữa chứ. Trinh Trinh nè, con đừng có quá tình cảm với má chồng con nha, làm cho má của con á chạnh lòng bây giờ á. Ông này,
Sao ông lại nói vậy trước mặt chị Xui? Lỡ rồi chị tưởng thiệt thì sao? Chị Xui à, tôi không có chạnh lòng đâu. Nhìn chị thương con Trinh Trinh như vậy, tôi mừng còn không kịp nữa. Có đâu mà ganh tị hả chị? Dạ tôi biết. Trinh Trinh à, ba đầu nghĩ là con ra nông nổi như vậy. Thôi, vào nhà rửa mặt rồi thay quần áo đi con. Dạ. Ba má ngồi chơi. À, để má đi với con. Dạ, anh chị đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Để tôi thu xếp cho anh chị nghỉ. Tiễn ơi, có chuyện gì thì nói với nội một tiếng. Chứ đâu mà con bỏ nội, con đi tu như vậy con. Sao vậy con? Sao vậy con? Sao con bỏ bà nội đi như vậy? Con không thương nội nữa con. Con biết không, từ bữa mà con bỏ đi tới bây giờ á, bà nội hả, bà buồn, bà bỏ ăn bỏ ngủ luôn á. Bà nội già rồi, sao cứ làm khổ nội con hoài vậy? Nè, có chuyện gì vậy con? Sao con không chịu nói cho bác ba với bà nội nghe? Dạ thưa nội, dạ thưa bác ba, con xin lỗi vì đã làm cho nội và bác ba lo lắng cho con nhiều. Con thương nội, con thương bác ba, con thương hết mọi người trong gia đình mình nhiều lắm. Vậy sao con còn bỏ đi tu? Con buồn chuyện gì á, con có thể nói cho bà nội nghe mà. Hay là con thích cưới con Út Loan mà nội ép con? Dạ không. Nếu con không thích á, thì thôi, nội không ép con nữa. Con muốn gì thì làm, con muốn yêu ai cưới ai thì cũng được hết á. Không phải chuyện này đâu nội. Tuy con hồ đồ không kịp suy nghĩ, con cũng muốn cạo đầu đi tu, chấm dứt nợ đời luôn. Đừng con. Nhưng mấy ngày qua con được sư thầy giảng giải nhiều điều, con đã hiểu ra rồi, cho nên con không đi tu nữa đâu nội. Hả? Hả? Má, má nghe gì không? Vậy cái con này trong chùa mà mày cứ la sùm mà. Con quên. Má, má có nghe nó nói gì không? Nó nói nó không có đi tu nữa kìa. Tao ngồi kế bên bay, bay nghe được. Không lẽ tao không nghe được? Tao già chứ tao đâu có điếc đâu nè. Má, con đâu dám nghĩ vậy đâu. Tại con mừng quá. Nghe nó không có đi tu á thì con mừng, con sợ má không nghe mà. Con à, Nếu con không đi tu, sao con không chịu về nhà? Con sợ về nhà rồi con sẽ suy nghĩ lung tung. Mà con tính chiều nay sẽ về gặp nội và bác ba, xin phép hai người cho con ở lại chùa này nương náu vài bữa để con tịnh tâm mới được. Nếu con thấy ở chùa nghe kinh kệ mà lòng bớt buồn bực thì con cứ ở lại. Bà nội không có ép con về. Nhưng Tịnh à, con nên nhớ, bà nội chỉ của mình con là niềm an ủi lúc về già. Con không có được bỏ nội mà đi tu đâu nha. Dạ thưa nội, con biết mình con nặng nợ trận ai, con chưa đi tu được đâu nội. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Anh hai, anh hai, nó về thiệt rồi chị ơi. Khải, con ơi, con về được như vậy là tốt lắm rồi con à. Vậy là tốt rồi. Ê, đi vô nhà, đi vô nhà con. Khoan đã, con đứng đây chờ má chút xíu nha. Cảm ơn anh Xui. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ chị Xui. Ủa, cái gì vậy bác? À, con bước qua cái thao này rồi đi vô, mọi xui xẻo bỏ lại sau lưng hết. Vô nhà nhớ bước thẳng, không quay đầu lại nghe chưa con? À, nghe lời bác con đi con, bước qua ba lần nghe con. Vô luôn đừng có quay lại nghe.
Chị chuẩn bị lúc nào mà có sẵn vậy? Lúc sáng tôi nghe anh Phát nói là đi đón thằng Khải nó về, cho nên tôi đã sớm sai thằng Bảy đi mua, đốt than sẵn để ở góc sân. Mấy cái này có kiên có lành, nên thôi mình làm được cái gì hay cái đó cho con chị à. Chị chu đáo quá. Thật ra chuyện này tôi cũng biết, nhưng gặp bối rối quá, lo lắng rồi quên mất chị à. Thôi, trưa rồi, mình vô nhà đi. Dạ, con có vậy vô. Dạ, bà vô trước đi, để con dọn cho. Để tôi đem vô cho cô. Dạ thôi, để em, được rồi. Cái chuyện hôm trước tôi nhờ á, bà liệu chừng nào bà giúp tôi được vậy? À, cái chuyện mà đưa bà với má chồng vô tù thăm thầy Khải đó hả? Ừ. Bà khỏi lo. Hình như là sáng nay á, quận trưởng đã thả chồng bà ra rồi. Thả hả? Ừ. Ủa, sao tôi nghe nói tội giết người nặng lắm mà, sao thả nhanh vậy? Đúng, tội giết người á, rất là nặng. Nhưng mà tội vô ý không chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân thì nhẹ lắm. Họ chỉ phạt tiền á, rồi thả về rồi. Trời ơi, được vậy thì may mắn quá. May mắn cho Thế Khải thôi, chứ không có may mắn cho bà đâu. Chính bà vợ của Thế Khải bảo lãnh cho ảnh ra đó. Ba vợ anh Khải? Ừ. Thì ai đóng phạt cũng vậy thôi mà, ra khỏi tù là may mắn lắm rồi. Bà đúng là có tầm nhìn nông cạn quá hả? Sao bà không có suy nghĩ là sau cái chuyện này thì chồng bà sẽ cảm kích ba má vợ, rồi từ cảm kích xin cả nể, rồi xin ra mang ơn, anh ta sẽ yêu Trinh Trinh, bỏ bê bà bây giờ đó. Không có đâu, anh Khải không bao giờ bỏ bê tôi được hết á. Bà đừng có quên, tôi đang mang giọt máu của ảnh trong người tôi mà. Thì chỗ bạn bè, tôi nhắc cho bà vậy thôi đó, bà tin hay không á tùy tùy bà. Mà thôi, tới giờ đánh bài rồi, bà đi không? Tôi cho quái gian xe kéo nè. Thôi, bữa nay ở nhà có chuyện rồi, tôi cảm ơn nghe, thôi tôi về. Thôi vậy về đi. Đã hết tiền rồi còn tốn tiền mua cái vòng cúng cho con quỷ này, thiệt là uổng phí. Thằng Khải gặp dữ quá lành, Âu cũng là phước đức của ông bà để lại. Cũng nhờ anh giúp đỡ, thiệt ơn nghĩa này tôi không biết dùng lời gì để diễn tả cho hết. Chị đừng có khách sáo, cũng không cần phải cảm ơn tôi. Thằng Khải là rể thì khác gì con cái trong nhà, mà con cái gặp nạn thì làm cha mẹ làm sao có thể ngó lơ được. Với lại chuyện xảy ra thì cũng lạ. Ủa, mà ông nói lạ là lạ làm sao hả? Mặc dù là chỗ quen biết xưa, nhưng luật là khó cãi. Nếu như không nhờ vợ của nạn nhân rút đơn đi thưa, và nếu bác sĩ Ân kia không viết thư xin ân giảm, thì chuyện này chắc chưa giải quyết nhanh như vậy được. Dạ, anh nói vợ nạn nhân rút đơn thưa là sao hả anh? Tôi chưa hiểu lắm. Theo lời quận trưởng nói, thì vợ của người bệnh nhân tự động rút đơn thưa, rồi còn đổi lại lời khai khác khác xa lúc trước, rằng là thằng Khải không cố tình câu bệnh, mà còn rất nhiều lần giúp đỡ giảm tiền thuốc cho chồng chị ấy nữa. Ủa sao ngộ vậy? Hôm trước ở tòa rõ ràng là con thấy chị ta vừa giận vừa tức, điều bộ còn như muốn giết người tới nơi nữa. Vậy mà bây giờ lại đổi ngược lời khai, toàn là nó tốt cho anh hai không à. Sao kỳ vậy ta? Tôi cũng thấy lạ. Vậy là chị đã giữ lời hứa, cảm ơn chị. Tù tôi mấy ngày, được về nhà thật là thoải mái. Hôm nay có ba má lên chơi, anh cho em về phòng ngủ tạm mấy hôm nha. Muốn ngủ thì ngủ, nhưng theo luật cũ, phần anh ấy giữ. Dạ. Anh cho em hỏi, tâm trạng của anh bây giờ có tốt không? Sao tự nhiên hỏi tâm trạng của tôi làm gì?
Dạ, em có chuyện muốn thưa. Nói đi. Lời đề nghị của anh lúc trước đó, sau khi em suy nghĩ kỹ, em đã có câu trả lời. Nói đi, đề nghị cái gì? Dạ, là lời đề nghị sẽ hôn thú. Em bằng lòng ra đi, để anh có thể cưới chị Dạ Thảo về. Tôi không ngờ cô Mau cạn tình đến như vậy. Vừa thấy tôi ở tù mấy bữa thôi đã sinh tâm phản bội tôi rồi. Dạ, dạ không, anh hiểu lầm em rồi. Chuyện này em quyết định trước khi mọi chuyện xảy ra, nhưng mà em chưa kịp nói anh đã bị bắt. Đúng, đó là lời đề nghị của tôi. Tất nhiên là tôi rất vui khi thấy cô đồng ý. Nhưng cô có biết không, hiện tại ba của cô vừa cứu tôi thoát nạn, tôi cũng muốn ngay lập tức phải trả ơn như vậy. Với lại, để cho ba cô chấp nhận chuyện này phải có một lý do chính đáng. Không lẽ, không lẽ bây giờ cô muốn tôi phơi bày tất cả sự thật ra sao? Dạ không, em không muốn ba má em biết chuyện này. Càng không muốn ba má em phải đau lòng vì những chuyện đã qua. Vậy thì cô muốn dùng lý do chính đáng gì để thuyết phục tất cả mọi người? Chuyện này em để em hỏi ý chị Tuyết Ngân. Chị Ngân nói muốn cho ba má em chấp nhận chuyện này một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không làm khó cho anh. Thì phải... Phải sao? Phải nói em không còn yêu anh nữa. Phải nói là em vốn từ đầu em đã có tình cảm với anh Hoài Ân. Cô nói sao? Thì ra là cái thằng khốn nạn đó. Vốn dĩ cô với hắn đã có tình cảm từ trước. Dạ không, không phải. Không phải như vậy. Tuy là tôi không yêu cô, cũng không cần cái thân xác nhơ nhút của cô, nhưng mà tôi nhất định không để cô làm trò đồ bại được trước mặt tôi. Muốn thoát khỏi tôi để tới với thằng tình nhân cũ của cô chứ gì. Đừng hòng, tôi không để cô có cơ hội đó đâu. Ngoại ân không phải là tình cũ của em. Em cũng không muốn nói lại tình xưa. Chỉ là em muốn cho anh và Dạ Thảo được hạnh phúc sống bên nhau. Thôi đi, cô đừng tỏ ra vẻ cao thượng. Những gì thằng Ngoại Ân đối xử với tôi trước tòa, tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Tôi sẽ không để hắn dễ dàng quay lại với cô đâu. Cô nên nhớ, cô vẫn còn là vợ của tôi. Nhưng mà anh có xem em là vợ của anh đâu. Tôi muốn xem cô là ai, đối xử với cô như thế nào, đó là chuyện của tôi. Cô khôn hồn nói với thằng Ngoại Ân, đừng có xen vào chuyện này nữa. Bằng không tôi sẽ thưa hắn quyến rũ vợ của tôi. Như vậy là anh không muốn xé hôn thú với em. Anh vẫn xem em là vợ của anh sao? Không bao giờ. Con nói là thằng Tín nó đòi đi tu. Dạ, thì mấy bữa nay á, bác Ba Thơm với lại bà nội cứ kêu con á là đi hỏi anh Tín bị cái gì, nhưng mà con cứ hỏi hoài à mà anh không có trả lời. Bây giờ con bí quá rồi, con không có cách nào hết á. Con mới qua đây nhờ dì Năm. Dì Năm ơi, dì Năm có biết á là vì sao mà anh Tín lên thăm chị Thảo về rồi bị dậy không dì Năm? Dì Năm cũng không có biết đâu con. Nhưng mà thằng Tiễn xưa nay vốn trầm tính, không có ồn ào, hậu đậu. Bây giờ nó trở nên bất thường như vậy, chắc chuyện không đơn giản đâu. Dạ, thì bởi vậy con mới lo. Bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Ngồi đây đón già đón non được cái gì?
Thôi, để dì lên, dì gặp con Thảo, dì Năm hỏi thẳng coi sao. Nhưng mà Sài Gòn xa lắm dì Năm ơi. Xa gì mà xa, dì cũng muốn lên thăm con Thảo mấy bữa nay, nhưng mà chần chừ hoài chưa có đi. Nay sẵn dịp lên thăm nó luôn. Mấy bữa nay bụng dạ dì Năm cũng bồn chồn lắm. Dạ, nếu mà được vậy con cảm ơn dì Năm nhiều lắm. Còn đó, chưa gì đã cảm ơn rồi. Nè, con sốt sắng lo cho thằng Tiễn như vậy, con thương thằng Tiễn đúng không? Dì Năm này hỏi kỳ quá à. Sao con trả lời được? Sao không được? Sao rồi? Nói nhỏ dì Năm nghe đi. Chuyện con với thằng Tiễn tới đâu rồi? Lẹ lẹ đi nghe, để dì Năm còn chuẩn bị may áo mới. Đám cưới ai á thì dì Năm không có hứa, mà đám cưới của con á thì dì Năm sẽ phụ 3 ngày, từ đàn trai qua đàn gái luôn đó nghe. Dì Năm này, con, con không biết đâu. Thôi con xin phép dì Năm con về. Ờ, con. Nhìn là biết chịu rồi, còn làm bộ làm tịch nữa. Nhỏ này cũng dễ thương, mà chắc con Thảo làm gì dữ lắm, thằng Tiễn mới đòi đi tu đây. Cho anh xuống ngay ngã ba được rồi. Dạ, đây là ngã ba đường, đậu không được cậu. Ủa, mà cậu muốn đi đâu? Để con chở cậu đi luôn. Thôi khỏi, nhà của bạn tôi gần đây, chỗ đó xe hơi vô không được. Vậy bao giờ cậu về để con đón cậu? Thôi, không sao đâu, cậu ngừng ở đây đi. Có gì tôi kêu xe kéo đưa tôi về được rồi. Dạ. Dạ, con mời cậu. Dạ. Anh Khải. Ê, trời ơi. Anh Khải. Em, đừng có chạy. Bầu bì chạy như vậy té bây giờ. Nè, trời nắng như vậy sao không đòi đón vô? Em để quên nhà chị Lý rồi. Chị Lý nào? Ờ, chị Lý ngoài chợ á. Ờ, chị Lý bán bánh bò á. À, nói vậy là mới đi chợ về đó hả? Dạ. Ờ, mà sao anh thấy em đâu có mua gì đâu. Thôi đi về đi, em không chơi với anh nữa. Anh hỏi sao không trả lời, mà còn đuổi anh về nữa là sao? Anh lo đi về với lại cô vợ Trinh Trinh xinh đẹp của anh đi. Anh cứ để cho mẹ con em ở nhà một mình cũng được. Em không chơi với anh nữa. Thảo, em nói cái gì vậy? Thảo, Thảo đừng có giận anh nữa. Sao tự nhiên em đuổi anh về vậy? Anh có làm cái gì sai đâu. Anh còn nói nữa hả? Người ta thả anh 2 ngày rồi bây giờ mới chịu qua gặp em. Không phải là anh coi trọng cô vợ của anh hơn em hay sao? Uổng công em chạy đôn chạy đáo lo lắng chăm sóc cho anh. Thì ra là em giận anh chuyện này. Anh biết, má anh kể cho anh nghe hết rồi. Mấy ngày anh bị giam, em lo lắng cho anh rất nhiều. Còn nhờ bạn xin cho má và em vô thăm anh phải không? Người ta thương nhớ anh như vậy, lo lắng cho anh, vậy mà khi được tha rồi không có chịu tới thăm người ta. Em biết rồi, anh mắc bận thương nhớ, bận dỗ dành cô vợ Trinh Trinh của anh chứ gì. Thảo à, em đó, đừng có nghĩ bậy, đừng có đoán mò lung tung. Anh giận em bây giờ chứ bộ em nói không phải hả? Nếu như không phải, tại sao anh không về thăm em liền đi? Thực tình là mấy ngày hôm nay có ba má vợ anh lên thăm. Em cũng biết rồi đó, nếu không nhờ ba má vợ đến gặp quân trưởng, cho tới bây giờ anh chưa được thả ra đâu. Làm sao ngồi ở đây nói chuyện với em được? Chính vì vậy, để trả ơn cứu mạng cho nên anh phải ngọt ngào, phải thương yêu cô vợ của anh chứ gì. Em biết mà,
người ta giàu sang thế lực. Còn em á, chỉ là một đứa con gái nhà quê. Em chỉ biết thương anh thôi chứ em không biết làm cái gì hết á. Thảo à, anh cấm em nha, không có được tự ti, không được hạ thấp bản thân mình như vậy. Tuy em không giúp anh thoát được khỏi ngục tù, nhưng tấm lòng của em anh cảm nhận được hết. Đừng có giận hờn, đừng trách anh nữa nha. Em có biết không, mấy ngày nay không gặp em, anh nhớ em nhiều lắm đó. Nhớ thiệt không? Thiệt chứ sao không thiệt. Không chỉ nhớ em không đâu, mà còn nhớ con nữa. Cho anh thăm con chút nha. Không biết có nhớ ba không ta? Nhớ chứ, ngày nào hai mẹ con cũng nhớ anh hết trơn. Con ngoan của ba nè. Anh ừ? Em nói này nè. Gì em? Anh chút nữa anh cho em thêm tiền nha. Tiền hả? Dạ, em xài hết rồi. Mà không phải em xài cho em đâu. Tại em có nhờ người ta giúp cho em với má vô thăm anh, cho nên em phải mua quà cáp cho người ta. Em không cần phải kể lễ với anh đâu. Đâu có gì, tiền anh đưa cho em cứ xài đi, sao cũng được mà.